Chào anh em nhá, hôm nay anh em tôi lại vào đây góc gấu này. Video hôm nay có cả bạn Châu Dương Quảng. Quay vlog. Quay vlog xin chào mọi người nhá. Anh em ơi, lâu lắm mình không ra đây rồi. Có người gấp này, anh có muốn thử một tí không? Thử. Vãi lên. Này sẽ chụp tài với Sun TV. Okay, sau một thời gian vắng mặt thì hôm nay bạn Châu Dương Quảng đã trở lại. Và liệu rằng có lợi hại hơn xưa? Quá lợi hại hơn xưa nhiều. Lão Hạc giờ nó phải khác Lão Hạc xưa. Bạn nào xem clip Lão Hạc chưa? Chắc là bạn nào kênh của mình đăng ký rồi thì chắc các bạn xem rồi. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và xem video Lão Hạc có cả bạn Châu Dương Quảng. Sau cái video trổ tài góc gấu lần 1 thì hôm nay anh em mình lại làm cái video trổ tài góc gấu lần 2. Hôm nay xem là có gắp được cái gì không. Video hôm trước ba anh em không gắp được một món đồ gì hết các bạn ạ. Hôm nay thử lại. Mình mới từ dưới đài Trung Nên mọi người nha. Đài Trung này luôn. Mình mới dưới đài Trung Nên và Sun TV ra đón mình mọi người nha. Và hôm nay anh em mình gặp nhau đây và trổ tài một lần góc gấu lần nữa mọi người nha. Ok, mọi người hãy chứng kiến buổi trổ tài của anh em chúng tôi ngày hôm nay mọi người nha. Làm cái video gắp gấu trổ tài ở đây để làm kỷ niệm các bạn ạ. Không biết là các bạn muốn mình gắp gấu hay là muốn mình gắp cái gì nhỉ? Con gấu bông này khá là dễ thương này. Đấy, con này gắp tặng người yêu là hơi biết tuyệt vời đấy mọi người. Con này quái với lúc chơi hẳn cái con to, cái máu này nhá. Đâu con nào, quay gần cho các bạn xem. Tặng người yêu luôn này. Con nào dễ thương các bạn, các bạn muốn mình gắp con nào các bạn comment nhiệt tình nhá. Theo anh con này cũng đẹp thật phết đấy, đùa đâu. Gắp là tặng người yêu Tết là hơi bị được đấy. Được đấy nhỉ, con này to dễ ôm đúng không? Không có người yêu thì mấy con này ôm được luôn mọi người nhỉ. Ok, bây giờ anh em mình đi đổi tiền thôi, chơi luôn đi. Có tiền là anh con tiền xu cơ. Ok nha, bây giờ mình sẽ đổi tiền. Ok, 100 khoai. 100 khoai đổi được bao nhiêu lượt chơi các bạn thử đoán xem. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lượt chơi các bạn. Mỗi anh em 50 khoai nhá. Ok, mỗi anh em sẽ 5 lượt chơi. Mình 50 khoai mọi người nhá. Xem bạn này mình chiến thắng nhá. 50 khoai sẽ được 5 lượt chơi. Đây anh thích chơi buồng nào? Cho anh chọn. Có cái gì hay hay nhỉ? Wow, cái này man dữ. Wow. Wow, đáng sợ quá anh em ơi. Có những cái gì quà, có những cái đéo gì. Anh em ơi, ra chơi buồng gấp gấu này anh em ơi. Anh Quảng muốn gấp trước hay là để em gấp trước? Anh gấp trước đi. Anh gấp trước một lượt, sau đến lượt em. Anh gấp con gấu đi. Con gấu nó khó gấp lắm nhỉ. Gấp đi, gấp con này này, con này gần lỗ này. Vâng, bây giờ mình chủ tài gấp gấu mọi người nhá. Này quái là chủ tài đầu tiên mọi người nhá. Thử luôn đi anh. Nhớ luôn đây đúng không? Bạn Châu Dương Quảng khuôn mặt rất là giống Lý Tử Long. Bên nào cũng được đúng không? Bên nào cũng được. Ok anh em. Đồng xu đầu tiên đã ra đi. Ok nhá, bắt đầu cho nó có tính giống nhỉ? Có chứ. Nhanh nhanh. Lắc lắc. Xoay xoay. Lắc xoay, ấn nữa chứ anh. Ấn đâu, ấn đây ấn đây đúng không? Muốn gấp con nào thì ấn. Ôi. Khó lắm mọi người. Cái chùa đó. Không trúng mọi người. Ôi, xin mất 10 khoan mọi người. Đến lượt Sun TV. Chùa đấy khó ăn luôn mọi người. Anh em ơi, đến lượt Sun TV nhá. Vâng. Thắng được quái mê đốt không? Rất là hồi hộp mà mình không biết là mình có gắp được không anh em ạ. Nhưng trước tiên mình phải thử đã. Phải thử mới biết được là nó cái máy này nó có dễ chơi hay không. Vâng, mọi người cùng chứng kiến Sun TV chơi nhá. Anh em ơi, mình lướt qua một vòng, mình nhìn thấy con gấu này rất là dễ thương. Chắc là mình sẽ gắp con màu xanh này. Nếu mà gắp được con này ấy, hôm nay Sun TV sẽ bao nước bạn Châu Dương Quảng luôn. Bởi vì Sun TV rất là yêu thích con này. Nếu mà gắp được con này, mình sẽ mua trà sữa ăn mừng luôn anh em ạ. Ok nhá anh em, bây giờ mình gắp đồng xu đầu tiên nhá anh em. Nào, bắt đầu chơi. Wow, tiền vào rồi anh em ạ. Còn 9 giây anh em ơi, 8 giây. Được không? Các bạn ơi, không được rồi anh em ạ. Không được rồi, tiếc quá. Bây giờ đến lượt bạn Châu Dương Quảng nhá. Bạn Châu Dương Quảng tiếp tục lượt chơi thứ hai nào. Vâng, bây giờ mình đến tiếp tục lượt thứ hai mình mọi người nhá, ok nhá. Lượt chơi thứ hai để xem bạn Châu Dương Quảng có làm được cái gì không. Con này con trò trống gì không biết đây mọi người ơi. Cố lên. Ô, nó đâm vào tường một nguôi, cái này chết rồi mấy lần. Ô, lá cái gì không biết. Chả khác ông nông móc phanh anh em ạ.
Ôi anh em ơi. Đái hơi khóa luôn mọi người, đầu tính. Ôi cho rồi. Trên điệu gần được mọi người. Mình gần được chứ. Phân phát sau luôn, phát thứ ba là mình sẽ được phân hai luôn. Như này con gấu này gấp gần xa và lùng ngọn chắc phát là mình hụt mọi người nhá. Cố lên, cố lên. Bây giờ đến lượt thứ hai Sun TV mọi người nhá. Anh em ơi, đến lượt chơi thứ hai rồi. Mà thế nào lại mỗi ba đồng của mình bên này? Anh em ơi, bạn này bạn Châu Dương Quảng thì còn 3 lượt mà mình tận 4 lượt. Chắc là mình thắng rồi anh em ạ. Nào, con này nó bị ngả ra đây, có lẽ là mình gấp con đấy cho nó dễ nhỉ. Bắt đầu rút tiền mọi người nhá, bắt đầu chơi rồi. Đồng xu thứ hai, và liệu mùa xuân năm nay Sun TV có gấu ôm không? Theo anh em thì Sun TV có được con gấu này không? Chúng ta cùng chúng ta cùng chờ đón. Chắc là Sun TV chơi thử một lượt nữa luôn. Sau đó sẽ đến lượt bạn Châu Dương Quảng. Nó là chơi liền luôn đi. Rất là hồi hộp, còn 3 lượt chơi thôi anh em ơi. Bây giờ đến lượt thứ tư là chơi Sun TV chơi liền luôn. Anh em ơi, lắc. Không được rồi anh em ơi. Chơi tiếp lượt nữa đi. Chơi tiếp lượt nữa anh em ạ. Đến lượt thứ tư đây. Lượt chơi thứ tư anh em ơi. Con gấu này chắc là nó không có duyên với mình rồi anh em ạ. Lượt chơi thứ tư nhá anh em. Thứ tư. Bây giờ lượt thứ tư mọi người nhá. Khó đấy anh em ạ. Được không? Gấp cái nào, ôi giời, cân được, ôi giời. Anh em ơi, cái đuôi này. Nó ra gì đây mọi người. Phát này ăn rồi anh em ạ. Ra gì rồi, sắp sửa ra rơi ra xù quả hố mọi người nhá. Theo anh em bây giờ là ok mọi người nhá, nó sẽ chui ra ngoài này là anh em chúng tôi có phần thưởng mọi người nhá. Đây là phần thưởng, nó sẽ chui xuống đây và sẽ lấy đây, đây nha mọi người nhá. Đấy. Hy vọng bây giờ làm thế nào để nó chui vào lỗ này mới là điều quan trọng. Xem nào, hy vọng là phát này sẽ ăn thua nha anh em. À, chơi tiếp nữa nào. Lần thứ tư của Sun TV. Nhẹ nhàng thôi. Bực mình khó chịu lắm. Anh em ơi. Vâng, mất tiền rồi. Mọi người nhá. Lần thứ năm, Sun TV có làm nên trò chống gì không? Cắt nó đi, rồi tính ra. Mà thích thể hiện vãi lên vãi lên anh em ơi. Chiến tích ăn mừng. Chiến tích đây anh em ơi. Chúc mừng Sun TV. Vâng. Quá tuyệt vời. Phân thưa các bạn thì mình còn 2 lần nữa mọi người nhá. Đây anh em. Mong rằng làm sao mình có chiến tích, nếu mà mình không có chiến tích là mình thua mọi người nhá. Ok, bây giờ để con gấu đây nhá anh em. Để đây. Kẹo nữa sẽ review cho anh em xem sau. Bây giờ anh gấp tiếp đi. Anh còn 2 lượt chơi. Vâng, bây giờ mình còn 2 lượt chơi mọi người nhá. 2 lượt chơi để mình đấu với Sun TV mọi người nhá. Nếu 2 lượt chơi này mà mình không gấp được Ôi gấu rơi rồi. Nếu 2 lượt chơi này mà mình không gấp được phần quà nào là mình thua Sun TV mọi người nhá. Nếu mà ok mình gấp được 2 phần thưởng là ok, mình sẽ chiến thắng Sun TV. Và nếu ok mà mình gấp được 1 cái mình sẽ hòa với Sun TV mọi người nhá. Rồi còn mình chơi đi anh. Mọi người chúc mình một câu chiến thắng đấy mọi người ơi. Cố lên anh. Ok. Hy vọng anh sẽ chiến thắng. Sẽ gấp được thằng này. Nếu như anh gấp được con gấu này anh em mình phải phân thắng bại tiếp. Chơi tiếp. Khó đấy. Đéo xoay cái trục này ra nhỉ, xoay kiểu đéo nhỉ. Lắc này á? Lắc như lộc với lốc ấy. Ôi gần được rồi ấy. Gần được rồi ấy. Ôi gần thua. Vâng, mình cùng lượt cuối cùng đúng mọi người nhá. Gần được em ơi, nó lại ném vào trong. Cái này lắc là nó sang trái đúng không? Ừ. Ôi ơi, thế là sao mà toàn rơi rồi người phát. Nó ném vào trong. Ok mọi người nhá, một lượt cuối cùng. Phát này nữa. Phát cuối cùng anh em ơi. Đồng cuối cùng này anh em. Phát cuối cùng này. Trời ơi, con này nó lắm, con này là ngon đấy mọi người nhá. Cố lên. Lắc. Xoay các kiểu luôn. Bây giờ ấn xuống luôn, ấn lên là ấn xuống luôn. Đúng rồi. Ấn xuống luôn. Đúng rồi. Ui, anh em. Anh em ơi. Ui. Thêm một chu nữa thôi anh em ơi. Anh em ơi. Cầm để mình xem còn 10 khoai mình đảo phát ra luôn này anh em. Tuyệt quá mọi người. Anh em ơi. Vâng. Con gấu này anh em. Có thể chỉ cần nếu mà gấp siêu chỉ cần một phát nữa thôi mọi người nhá. Anh quay cận cảnh cho anh em xem. Chơi luôn là có thể là có chiến thắng mọi người nhá. Quay cận cảnh cho anh em xem. Ôi. Đã xuống được 1/4 của con gấu đó mọi người nhá.
Vâng, để chiến tích của mình đã xuống được 1/4 của con gấu rồi. Chỉ còn 3 phần nữa là ok, là gấu sẽ chui lỗ và bắt đầu xuống đây là anh em chúng tôi là có phần thưởng đấy nhá. Vâng, chiến tích là Sunderby đã thắng mình mọi người nhá. Sunderby đã thắng quá mấy lốc rồi đấy nhá. Sunderby đã thắng mình. Sunderby đã thắng mọi người ơi. Diệt. Và bây giờ anh em chúng tôi đang tìm một cái trò chơi khác mọi người nhá. Để xem nó có hứng thú hơn cái trò đất cầu kim không mọi người nhá. Ở đây nói chung là rất chi là nhiều trò. Anh ơi, anh xem ở đây có cái hộp quà năm mới này. Hộp quà bí mật anh em ạ. Đây hộp quà bí mật đây này. Đây mọi người nhá, hộp quà này hộp quà bí mật mọi người nhá. À, không biết là trong này có cái gì không hay là hộp không biết. Vậy nên nó gọi là hộp quà bí mật. Sẽ có. Nhưng mà anh em chúng tôi sẽ bắt đầu chơi mọi người nhá. Anh em ơi, mình còn dư 2 lượt chơi này, mình chơi nốt cái hộp này. Xem là mình có thể gắp được cái hộp này ra không mọi người nhá. Gần ra rồi. Ai đó đã gắp được gần ra là mọi người nhá. Không dễ đâu anh ơi. Quá đây nhỉ. Sunderby đang đảo rất chi là ăn luôn. Rất là ác rồi. Ô. Đồ mà. Bên trong nó như kiểu là cái giường lò xo ấy anh em ạ. Cái kia nó ngăn thế này nó phải ra tới đây rồi. Nói chung là Đài Loan họ bày ra cái trò này họ khôn lắm thật, nói thật luôn. Họ đây. Đây anh ơi. Nói thật đấy, anh em mình chơi chỉ mất tiền thôi. Anh em. Chơi là giải trí thôi chứ. Anh em ơi. Lắm, đây nữa này. Ôi, đảo này. Đấy nha mọi người. Ôi, hộp quà bí mật này anh em. Ui ôi. Ở bên này họ chắn như này mọi người này, mọi người nhìn này. Ui, không được rồi. Mọi người nhìn này. Ở bên này họ cô này, có cả vệ sĩ bảo vệ này. Và bên kia có cái thanh chắn kia này. Làm sao mà mình câu được từ dưới này? Rất là khó anh em ạ. Câu được qua cái này thì hơi bị khó mọi người nhìn này. Gấp này là cực kỳ đẳng cấp luôn mọi người. Mà cái lực kiểu ở bên kia có một ông tức quá đập tủ mọi người nhá. Đây gọi là thánh đập máy gấp gấu luôn à. Anh ơi, quay review cho các bạn xem con gấu này. Để các bạn đánh giá xem con gấu này được mấy điểm. Theo các bạn thì con gấu này có dễ thương không? Có bạn nào thích con gấu này không nhỉ? Bạn nào thích con gấu này thì inbox riêng cho mình nhá. Bạn nào gần mình sẽ tặng. Ôi, trong khi đang review con gấu bông này thì thánh đập máy luôn anh em ạ. Thánh đập máy gấp gấu. Kiểu như là họ gấp không được họ đập luôn. Anh em thấy con gấu này thế nào? Theo anh em thì con gấu này được mấy điểm? Mình rất là thích con gấu này. Ok anh Quảng ơi. Mọi người xem thánh gấp gấu không được kiểu gì cho mọi người tiếp phát đập. Khó. Mọi người không chịu ca thủ gấp gấu. Mà là đập trăm tầm lý. Trời ơi ông ơi. Mà lại không còn nhớ nhé ông. Lại đập tiếp anh em. Anh em này đập máy gấp gấu này. Vâng, đập máy gấp gấu là chuyện quá bình thường. Đọc quá đẳng cấp luôn. Đập tiếp đi anh Hâm ơi. Đập cho các bạn xem. Thánh này nói gặp gấu. Không đâu được đập máy. Sun TV phải kính nể luôn. Sun TV chưa từng đập máy gặp gấu anh em ạ. Gặp rất là văn minh. Vâng, thế nên là Sun TV gấp được rất là ít gấu. Đôi khi phải đập thì gấu nó mới ra anh em ạ. Chứ không phải là người ta muốn đập máy gặp gấu đâu. Không biết con gấu này sẽ tặng cho bạn nào nhỉ? Có fan nào của Sun TV thích con gấu này không? Bạn nào thích thì comment nhiệt tình nhé. Comment với Sun TV mọi người nhá. Có phần quà luôn cho mọi người nhá. Ông ấy gắp được một đống đồ anh em ạ. Nhiều luôn mọi người. Và những pha đập máy rất chi là bá đạo. Bá đạo trên từng hạt gạo. Nói chung là mình cũng hơi bị nhìn luôn. Thì cũng đầu xuân năm mới rồi, Sun TV xin chúc mừng năm mới tất cả anh em đang xem video. Cảm ơn tất cả các bạn thời gian vừa qua đã đăng ký kênh của Sun TV. Cũng như là các bạn trong thời gian tới sẽ đăng ký kênh của Sun TV. Thì Sun TV xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn.
Vâng, những pha gấp gấu cực kỳ là bá đạo mọi người nhá. Cực kỳ bá đạo luôn. Bây giờ thì đâu anh quay cho các bạn xem đồ của ông ấy gấp này. Ông ấy gấp được một đống đồ bên dưới này các bạn. Vâng, như là thánh gấp gấu cực kỳ bá đạo mọi người. Không được, ông đập máy luôn, sợ luôn. Quái vlog cũng bị kính lệ luôn này người. Quá nhìn là sợ luôn. Sợ không? Sợ quá trời luôn. Người đâu mình chưa cầm đập máy. Người đập máy bùng bùng luôn. Chịu được đi. Ôi, chịu thua. Chịu thua luôn anh em ạ. Anh em chúng tôi đã gặp gấu xong và phần phần thưởng đấy. Chiến thắng Sun TV là chiến thắng Châu Trung Quảng mọi người nhá. Chiến thắng 1-0 anh em ơi. Bây giờ là cũng tối rồi muộn rồi, anh em chúng tôi phải về nấu nướng ăn cơm. Về đi ăn đi anh. Mọi người nhá. Đói quá. Ok, bye bye mọi người. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh cho Quái Vlog và ủng hộ cho Sun TV mọi người nhá. Tạm biệt mọi người rất nhiều. Ok, bye bye mọi người.